Truyền thông Trung Quốc mới đây xác nhận Đại hội Đảng 20 sẽ chính thức khai mạc vào cuối tháng 10 tới. Dự kiến Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tiếp tục nhiệm kỳ 5 năm lần thứ 3, thể hiện những thay đổi rất lớn về quy định tuổi tác và giới hạn nhiệm kỳ so với những lãnh đạo cao nhất trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, trong chính sách đối ngoại, gần như chắc chắn hai quan chức hàng đầu sẽ bị thay thế do đã quá tuổi. Đó là ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng và ông Vương Nghị, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao. Đây là đợt thay đổi nhân sự lớn nhất trong ngành ngoại giao Trung Quốc suốt nhiều năm qua. Vậy ai sẽ là những ứng cử viên tiềm năng thay thế? Mới đây trên tờ Asian Nikkei của Nhật có một bài viết đáng chú ý của hai tác giả Rick Chen, Michelle Gregorz và Nikki Thomas về chủ đề này. Chúng tôi xin tóm lược trong chương trình Câu chuyện thế giới ngay sau đây. Hai lãnh đạo ngoại giao hàng đầu Trung Quốc hiện nay là ông Dương Khiết Trì và Vương Nghị. Cả hai đều bắt đầu sự nghiệp và gắn bó thời gian dài làm đại sứ ở nước ngoài. Khi đó Trung Quốc chưa giàu và vị thế chưa cao. Có thể nói trong suốt thời gian hơn 20 năm qua, chính sách ngoại giao của Trung Quốc đã mang hình ảnh khá nhiều của những quan chức nổi tiếng này. Sau 9 năm ở vị trí quan chức ngoại giao cao cấp nhất Trung Quốc, ông Dương Khiết Trì, 72 tuổi, chuẩn bị rời Bộ Chính trị tại Đại hội 20 sắp tới. Điều này nghĩa là ông sẽ chính thức về hưu và không còn giữ bất kỳ chức vụ nào phụ trách đối ngoại trong đảng nữa. Trong khi đó, nhân vật số 2 trong giới ngoại giao Trung Quốc là ông Vương Nghị, năm nay đã 68 tuổi và cũng phải nghỉ hưu. Nhiệm kỳ của ông sẽ kết thúc vào tháng 3 năm sau, khi Trung Quốc có chính phủ mới và quốc hội mới. Ông Vương Nghị làm ngoại trưởng liên tục suốt 10 năm qua, đồng thời từ năm 2018, ông giữ luôn chức vụ ủy viên quốc vụ phụ trách các vấn đề đối ngoại. Ông Dương Khiết Trì giữ chức ngoại trưởng được 6 năm, trước khi được thay bởi ông Vương Nghị. Sau đó, ông Dương giữ chức ủy viên quốc vụ phụ trách ngoại giao, sau đó vào Bộ Chính trị từ năm 2017. Cộng chung, hai ông đã có hơn 20 năm nắm giữ các vị trí quan trọng hàng đầu của đất nước tỷ dân. Việc bộ đôi quyền lực này nghỉ hưu sẽ tạo cơ hội để Chủ tịch Tập Cận Bình xây dựng một thế hệ phụ trách đối ngoại mới. Những nhân sự mới sẽ phản ánh các ưu tiên của ông Tập cũng như quan điểm của ông về đối ngoại trong tình hình mới. Là những người kỳ cựu trong lĩnh vực ngoại giao, cả ông Dương Khiết Trì và Vương Nghị đều quen thuộc với phong cách ngoại giao mạnh mẽ, tức khả năng đáp trả mỗi khi nước ngoài chỉ trích Trung Quốc. Tuy nhiên, khi họ được đề cử lên các vị trí cấp cao, thì nền ngoại giao của Trung Quốc đang trong thời kỳ hòa hoãn hơn rất nhiều. Ông Dương Khiết Trì là người nói tiếng Anh lưu loát, từng học tại trường kinh tế London. Con gái ông cũng theo học tại Đại học Yale, Mỹ. Ông là một chuyên gia về nước Mỹ, kết bạn với cố tổng thống George Herbert Walker Bush, tức Bush. Khi cả hai đi Tây Tạng năm 1977, ông cũng từng làm đại sứ Trung Quốc tại Mỹ trong nhiệm kỳ đầu của tổng thống George Walker Bush, tức Bush Con. Trong khi đó, ông Vương Nghị nổi tiếng là một chuyên gia về Nhật Bản. Ông nói tiếng Nhật tốt, có thời gian làm đại sứ Trung Quốc ở Tokyo vào thập niên 2000. Dù luôn thể hiện phong cách cứng rắn mỗi khi đối đầu các đối thủ của Trung Quốc, nhưng một số bức điện bị rò rỉ cho thấy, ông từng nói với các nhà ngoại giao Mỹ rằng Trung Quốc sẵn sàng đàm phán về một thỏa thuận mềm để Nhật Bản giữ thể diện. Thế hệ các nhà ngoại giao trưởng sau, tức là khi Trung Quốc đã vươn mình thành siêu cường, được cho là sẽ cứng rắn và quyết tâm khẳng định vị thế của Trung Quốc trên trường quốc tế. Quyết tâm này được cho là sẽ lớn hơn rất nhiều so với thế hệ trước. Tuy nhiên, họ cũng phải giải quyết cả kho thách thức mới phát sinh, nhất là khi cuộc đối đầu giữa những cường quốc ngày càng khốc liệt. Những người thay thế ông Dương Khiết Trì và Vương Nghị, dù là ai, cũng phải có kinh nghiệm ngoại giao dày dặn. Rất nhiều thứ trưởng và trợ lý bộ trưởng hiện nay được cho là có đủ khả năng và sự cứng rắn để tiếp tục những chính sách mà đôi khi nhiều quốc gia cảm thấy không thật sự hài lòng, nhất là các nước láng giềng. Thế hệ lãnh đạo ngoại giao mới sẽ vừa chịu áp lực của Chủ tịch Tập Cận Bình, vừa phải vận dụng khôn khéo để mang lại lợi ích lớn nhất cho đất nước. Năm 2021, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nói với các đảng viên trong nước rằng những người ngoại giao phải dám đấu tranh bảo đảm chủ quyền, lợi ích phát triển của đất nước với một ý chí sắt đá. Dưới thời ông Đặng Tiểu Bình, Trung Quốc áp dụng chính sách ngoại giao ẩn mình chờ thời. Đến giai đoạn ông Tập Cận Bình, chính sách này đã bị thay thế. Trung Quốc tham gia vào một cuộc cạnh tranh toàn diện trên hầu hết lĩnh vực với các nước lớn. Trung Quốc thúc đẩy chính sách ngoại giao của mình bằng sức mạnh đang lên của lực lượng vũ trang. Năm 2020, ông Tập từng nói, Trung Quốc nên mở rộng sức mạnh quốc gia, đảm bảo trong tương lai không xa sẽ giành được thế chủ động và ở một vị trí thống trị dẫn đầu. Ông Tập có niềm tin rằng môi trường bên ngoài đang thuận lợi để Trung Quốc vươn mình như Brexit hay mâu thuẫn Mỹ-EU dưới thời Tổng thống Donald Trump. Điều này khiến ông ủng hộ các mục tiêu và tư tưởng dân tộc chủ nghĩa trong đối ngoại. Ông tin rằng sức mạnh kinh tế sẽ giúp Trung Quốc chống chọi các áp lực từ bên ngoài.
Thông thường, người thay thế ông Dương Khiết Trì trong Bộ Chính trị sẽ là nhân vật dưới quyền ông, tức Ngoại trưởng Vương Nghị hiện nay. Tuy nhiên, hiện giờ ông Vương đã quá tuổi. Về lý thuyết, ông Tập có thể giữ ông Vương lại và cho ông vào Bộ Chính trị, nhất là xét đến bối cảnh cuộc xung đột ở Đông Âu, cũng như đối đầu ngày càng gay gắt tại châu Á-Thái Bình Dương, khi kinh nghiệm của ông Vương thật đáng quý. Cả ông Dương Khiết Trì và Vương Nghị hiện nay đều không có người kế nhiệm nào chắc ăn, nhưng những quyết định luân chuyển nhân sự gần đây gây ra một số đồn đoán. Dựa trên kinh nghiệm đối ngoại và mối quan hệ gần gũi, nhiều chuyên gia dự đoán người có khả năng kế nhiệm ông Dương Khiết Trì nhất đó là ông Tống Đào, hiện giữ vị trí trưởng ban liên lạc đối ngoại của Trung ương Đảng, lãnh đạo cơ quan quản lý các thông điệp trao đổi giữa Trung ương Đảng của Trung Quốc với hơn 500 đảng phái chính trị trên thế giới. Dưới thời của mình, ông Tập luôn chú trọng đường lối ngoại giao của Đảng như là nòng cốt quyết định chính sách ngoại giao truyền thống. Ngoại giao của Đảng là cách trực tiếp hơn tác động đến các đảng phái chính trị ở nước ngoài, đồng thời tăng cường ảnh hưởng và truyền bá ý thức hệ của Trung Quốc với các quốc gia thân thiện. Ông Tống Đào, năm nay 67 tuổi, đủ tiêu chuẩn ngồi vào Bộ Chính trị và lại có quan hệ cá nhân rất thân thiện với ông Tập khi từng làm việc dưới quyền của ông Tập ở tỉnh Phúc Kiến trong những năm 1980 và 1990. Ông cũng từng là đại sứ Trung Quốc tại Guyana, Philippines, bí thư Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Ngoại giao và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Với vị trí trưởng ban liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng, chức vụ của ông tương đương với cấp bộ trưởng trong thứ bậc của hệ thống chính trị Trung Quốc. Tuy nhiên, điểm yếu của ông Tống Đào là trong sự nghiệp ngoại giao dày dặn của mình, ông chưa để lại dấu ấn gì thực sự sắc nét. Phong cách của ông cũng được cho là mang tính ôn hòa. Nhà ngoại giao thứ hai có khả năng thay thế ông Dương Khiết Trì có lẽ là ông Lưu Kết Nhất, chủ nhiệm văn phòng các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ Viện. Đây cũng là vị trí ngang với cấp bộ trưởng. Giống ông Tống Đào, ông Lưu cũng là ủy viên Trung ương Đảng. Ông Lưu năm nay 65 tuổi, đang ở thời kỳ chín muồi khi vào Bộ Chính trị. Về kinh nghiệm đối ngoại, ông Lưu cũng có một bề dày khi từng giữ chức vụ trưởng vụ quốc tế Bộ Ngoại giao, vụ trưởng vụ Bắc Mỹ và Châu Đại Dương Bộ Ngoại giao, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, phó trưởng ban liên lạc Trung ương Đảng, đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc và phó chủ nhiệm văn phòng các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ Viện. Ông cũng từng đại diện cho Bộ Ngoại giao Trung Quốc đàm phán về các vấn đề kiểm soát vũ khí. Ông nói thạo tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha. Nếu ông Lưu Kết Nhất được chuyển từ lãnh đạo văn phòng Đài Loan lên vị trí ngoại giao hàng đầu là trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng, điều này là dấu hiệu cho thấy Chủ tịch Tập Cận Bình tin rằng quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan đang xấu đi và cần phải được kiểm soát chặt chẽ hơn từ cấp cao nhất. Với kinh nghiệm dày dặn làm việc ở các tổ chức đa phương, việc thăng chức cho ông Lưu Nhất Kết cũng sẽ giúp ông Tập vận động các quốc gia đang phát triển gắn kết hơn và bảo vệ Trung Quốc khỏi sự chỉ trích của phương Tây. Ông Lưu Kết Nhất không kế nhiệm ông Dương Khiết Trì thì ông cũng là một trong những ứng viên hàng đầu kế nhiệm Ngoại trưởng Vương Nghị. Những ứng viên có thể kế nhiệm Ngoại trưởng Vương Nghị thì khá nhiều và hầu hết đều đủ tiêu chuẩn. Ứng viên đầu tiên là ông Lưu Nhất Kết, chủ nhiệm văn phòng các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ Viện. Tuy nhiên, các thứ trưởng ngoại giao, cấp phó của ông Vương Nghị cũng là những ứng viên nổi trội không kém. Từ năm 1982 tới nay, các ngoại trưởng đều là những người từng giữ chức thứ trưởng và đều dưới 62 tuổi lúc nhậm chức. Hiện nay có 3 ứng cử viên hội tụ đủ yếu tố này. Theo các chuyên gia, cuộc đua cho chức ngoại trưởng đã bắt đầu từ tháng 6 khi Thứ trưởng Lạc Ngọc Thành, một chuyên gia về Nga, bất ngờ được thuyên chuyển làm cục trưởng Cục Quản lý Phát thanh Truyền hình. Điều này có nghĩa là ông không thể kế nhiệm ông Vương Nghị tại đại hội sắp tới. Ông Lạc từng là một tiếng nói nổi bật trong Bộ Ngoại giao. Ông thường chỉ trích Mỹ và ủng hộ chính sách ngoại giao, chiến lang, cũng như quyết liệt bảo vệ lợi ích quốc gia của Trung Quốc. Nếu ông Lạc được bổ nhiệm, nghĩa là một người nói tiếng Nga chứ không phải nói tiếng Anh được chọn, cho thấy Chủ tịch Tập Cận Bình muốn xoay chuyển mạnh mẽ sang Nga chứ không phải phương Tây. Ông Tập từng nhiều lần cho biết phương Tây đang cố gắng lôi kéo liên minh chống lại Trung Quốc. Những hiểu biết về Nga đã giúp ông Lạc được nể trọng khi hai nước quan hệ mật thiết. Không ai biết chính xác vì sao ông Lạc bị luân chuyển, nhưng một số chuyên gia cho rằng các dự đoán sai của ông về cuộc xung đột tại Đông Âu và phản ứng của cộng đồng quốc tế là nguyên nhân chính. Thứ trưởng Ngoại giao Mã Triều Húc cũng là một ứng cử viên nặng ký, năm nay 58 tuổi. Ông là vị thứ trưởng tương đương với thứ trưởng thường trực. Ông có hơn 30 năm trong ngành ngoại giao, từ năm 1987 tới nay, từng kinh qua các chức vụ như phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, vụ trưởng vụ thông tin Bộ Ngoại giao và vụ trưởng vụ quy hoạch chính sách Bộ Ngoại giao. Ông cũng từng làm việc ở Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ, Thụy Sĩ, Anh, Úc và Liên minh châu Âu EU. Ông được xem là một nhà ngoại giao đa tài, giàu kinh nghiệm. Nếu bổ nhiệm ông Mã, ông Tập sẽ có một giải pháp an toàn trong việc nâng cao sức mạnh Trung Quốc cũng như bảo vệ Trung Quốc trong những vấn đề toàn cầu. Ví dụ, chống biến đổi khí hậu, tranh chấp thương mại, chiến tranh kinh tế và tranh chấp lãnh thổ.
Hai thứ trưởng ngoại giao còn lại là ông Tạ Phong, 58 tuổi và ông Đặng Lý, 57 tuổi. Cả hai đều có kinh nghiệm dày dặn, từng làm việc cùng ông Dương Khiết Trì tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Mỹ. Chương trình Câu chuyện Thế giới đến đây là hết. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.